ngày 3 tháng 7 công bố đoạn video và cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander nhằm vào sân bay quân sự vùng Poltava, Ukraine. Theo dữ liệu ban đầu, tên lửa Iskander-M đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của sân bay, phá hủy một chiếc trực thăng Mi-24 đang đồn trú tại sân bay này. Trước đó, trong cuộc họp hôm 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 9 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine trong 24 giờ qua. Theo đó, 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga vào sân bay Mikorod. Trong bản cập nhật mới nhất, bộ này cho biết thêm một máy bay Su-27 khác và một tiêm kích MiG-29 đã bị bắn hạ. Các nhà quan sát quân sự đánh giá rằng, trong những ngày gần đây, các sân bay quân sự của Ukraine thường xuyên hứng đòn tấn công từ hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây. Bài báo của Politico ngày 2 tháng 7 cho biết Trump đang cân nhắc một thỏa thuận, theo đó NATO sẽ không mở rộng về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, đồng thời đang đàm phán với Putin về Moscow có thể giữ bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine. Ngoài ra, bài báo còn viết rằng Trump không chỉ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ tăng mạnh chi tiêu cho NATO khi ông trở thành tổng thống, điều ông từng nhấn mạnh khi ông còn là Tổng thống trước đây, mà còn thực hiện điều mà Dan Caldwell, một chuyên gia quốc phòng quen thuộc với các cố vấn an ninh quốc gia của Trump, mô tả là một sự định hướng lại triệt để của NATO. Trên thực tế, Trump khó có thể rời NATO hoàn toàn. Theo các cuộc phỏng vấn với các cựu quan chức an ninh quốc gia của Trump và các chuyên gia quốc phòng, những người có khả năng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Nhưng ngay cả khi ông ấy không chính thức rời khỏi tổ chức, điều đó không có nghĩa là NATO sẽ tồn tại nguyên vẹn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Politico cho biết, Trước đó có thông tin ông Trump nói trong cuộc trò chuyện riêng rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine bằng cách buộc Ukraine từ bỏ Crimea và Donbass. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết các nước NATO đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trước những dự đoán về khả năng chiến thắng của Donald Trump và ảnh hưởng của cánh hữu đang gia tăng ở châu Âu. Theo đó, NATO có kế hoạch cử một quan chức dân sự cấp cao tới Ukraine để điều phối hậu cần quân sự. Ngoài ra, một trung tâm chỉ huy mới sẽ được thành lập tại West Biden, Đức để giám sát việc cung cấp thiết bị và vũ khí quân sự cũng như huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Theo nguồn tin của WSJ, khoảng 700 nhân viên quân sự của Mỹ và các nước NATO khác sẽ tham gia vào chiến dịch mang tên NATO hỗ trợ và huấn luyện an ninh cho Ukraine. Đội ngũ này sẽ đảm nhận các vai trò trước đây do lực lượng Mỹ đảm nhiệm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, đồng thời là người đứng đầu hiện tại của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Ivo Dander nói rằng liên minh này giờ đây sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Dander lưu ý, ngay cả khi Mỹ giảm hoặc ngừng hỗ trợ, những nỗ lực này vẫn sẽ tiếp tục. Những biện pháp này đã được phát triển trong vài tháng qua, nhưng trở nên cấp bách sau màn thể hiện đáng thất vọng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với Trump. Các sáng kiến hỗ trợ mới sự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 7. Trước cuộc tranh luận, Reuters đưa tin hai cố vấn chủ chốt của Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc chiến Ukraine nếu ông thắng cử Tổng thống. Theo kế hoạch này, Trump sẽ gây sức ép với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đồng thời, Mỹ sẽ cảnh báo Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử Tổng thống. Theo trang tin AMX, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaludny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Sisky vì từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Sisky cho rằng cuộc phản công này là vô ích. Việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa, đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin Tổng tư lệnh Ukraine đã được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp, một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Sisky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị kênh telegram legitimate của ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ kiev cho biết tướng zhinsky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông zelensky và tránh văn phòng tổng thống yemak người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của ukraine chỉ dưới quyền tổng thống thái độ bất tuân của tướng zhinsky được cho là khiến ông zelensky và yemak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế tổng tư lệnh ukraine Đầu năm nay, ông Zelensky bổ nhiệm tướng Oleksandr Sisky làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho ông Valery Zaluzhny. Tướng Sisky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Sisky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkiv vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium, Balaklia, Kupiansk và các thành phố khác rơi vào tay Nga vào đầu chiến sự. Tướng Sisky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo Financial Times, tướng Sisky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bắc Mớt vào năm 2022-2023. Ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Ngày 27 tháng 6, những tiếng nổ vang rèn khắp bầu trời trước bình minh khi lực lượng phòng không Ukraine chống đỡ cuộc tấn công của Nga vào thành phố sado ở phía Tây. Đây cũng là nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của Ukraine và là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công do lực lượng Nga tiến hành. Vài giờ sau cuộc tấn công, những con phố ở sado đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào ngày 27 tháng 6 là lời cảnh báo rõ ràng về những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi nước này vực dậy lực lượng không quân đang suy yếu và triển khai các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Những tiêm kích F-16 đầu tiên dự kiến sẽ đến Ukraine vào tháng 7. Trong thư gửi Quốc hội trước cuộc chuyển giao chính phủ vào ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Olongren cho biết chính phủ nước này đã cấp các giấy phép cần thiết để bàn giao máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine. Vào tháng 4, bà Ollongren cho biết Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ sẽ bắt đầu quá trình bàn giao F-16 cho Kiev trong vòng vài tháng tới. Hà Lan đã chuyển các máy bay F-16 đến một cơ sở huấn luyện ở Romania để hỗ trợ huấn luyện cho phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine. Kiev hy vọng át chủ bài F-16 sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng Ukraine khi họ đang phải vật lộn để đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga dọc chiến tuyến, bao gồm những quả bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp mà F-16 có khả năng phá hủy. Các quan chức chưa tiết lộ các tiêm kích F-16 sẽ được đặt ở đâu, nhưng sau cuộc tấn công vào Sarokosyantinip, Nga tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các sân bay mà họ tin rằng sẽ được Ukraine triển khai F-16. Căn cứ không quân này thường xuyên bị tấn công kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc tấn công được tiến hành cả từ máy bay không người lái và tên lửa. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết, các cuộc tấn công gây ra những khó khăn nhất định nhưng sẽ không làm suy yếu nỗ lực cung cấp F16 hoặc là việc triển khai các máy bay này trong trận chiến. Các nhà phân tích quân sự nhận định, Nga có thể đang nhắm mục tiêu vào hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và kho chứa nhằm khiến việc triển khai F16 trở nên khó khăn hơn. Justin Brown, chuyên gia tại Viện Lucy cho rằng quân đội Ukraine vốn đang thiếu đạn phòng không cũng có khả năng phải di chuyển các máy bay giá trị cao được triển khai quanh sân bay. Nga cảnh báo sẽ phá hủy các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, thậm chí cả những chiếc F-16 đồn trú bên ngoài biên giới Ukraine và dùng để tấn công Nga. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của Liên minh quân sự này. Ông nhấn mạnh việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.